ơi, mua cái đầm tốt sắc dễ sợ luôn. Mua cái đầm quá trời đẹp luôn. Cái màu này là người ta ở trên mấy cái báo mạng người ta nói là cái màu này là cái màu vintage gì đó, vin gì đó, retro gì đó. Đẹp quá trời đẹp luôn. Ngày mai mình sẽ mặc, mình chụp hình ha, xong mình cầm cái bông cỏ lau rồi kiểu như làm nàng thơ rồi. Trời ơi, xuất sắc. Công nhận luôn á, cái gu của mình quá trời dễ thương. Chết cha, cái nồi thịt kho. Ủa, đồ đạc gì của ai để ở đây vậy? Gì mà già nua xấu xí, cũ xì vậy? Đừng nói cái đầm này con bé ngày mai nó mặc, nó chụp hình cưới nghe. Thôi, trời ơi, con bé nó trẻ tuổi, nó cỡ tuổi mình hả? Nó nhỏ hơn mình có mấy tuổi mà sao nó mặc cái đồ gì mà già dữ vậy? Không được rồi, nó mặc cái đầm này, nó chụp hình cưới, không khéo cái người ta nghĩ là mình may cái đầm này cho nó, cái mai mốt bộ sưu tập mới của mình ra người ta không thèm coi luôn đó. Thôi không được rồi, mình phải sửa lại thôi, mình phải giúp cho nó thôi. Okay. Dừng tay lại. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Vậy làm cái gì vậy? Cái gì? Cái này là cái đầm của tôi mà. Vì cầm cái kéo gì tính làm gì? À, cắt cái đầm của tôi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vậy tôi đi guốc ở trong bụng gì mà tôi đi dép lạo ở trong bụng gì luôn đó. Vì ác vừa vừa thôi chứ cái đầm này tôi mua tự nhiên gì mắc gì vì cắt cái đầm của tôi. Không có, tại vì tôi thấy nó không có được, nó không có được đẹp lắm á cho nên cái là gì tôi... mà không đẹp? Trời ơi, đất ơi, gì sao vậy gì? Mang tiếng là một nhà thiết kế nổi tiếng mà dì có thể đánh giá một cái đầm như vậy sao? Dì biết là cái đầm này tôi mua bao nhiêu tiền không? Hơn 1 triệu đồng. Hơn 1 triệu đồng, cái đầm quá xuất sắc như vậy mà dì chê hả? À, tôi biết rồi. Có phải là dì sợ là tôi mặc cái đầm này đẹp rồi ngày mai tôi chụp hình tôi nổi bật hơn dì, dì không có cam tâm đúng không? Rồi dì cố chị dìm hàng cho tôi đúng không? Không có phải như vậy đâu. Bé hiểu lầm ý của tôi rồi. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Tôi không ngờ dì luôn đó. Cái con người dì xinh đẹp nhưng mà trong bụng của dì là một bộ kéo, một bộ dao răm. Mà bây giờ mà dì đòi dì cắt cái đầm của tôi hả? Tôi sẽ không bao giờ mà tôi tin tưởng dì. Tôi nói cho dì nghe, cái này á là dì chưa về làm má chồng của tôi mà dì đã đầy đọa tôi như vậy rồi. Đến lúc dì về dì làm má chồng của tôi, dì còn làm khổ tôi như thế nào nữa hả? Tôi hận dì. Không biết nó con dâu tôi hay tôi con dâu nó nữa. Nói cho bà Tám nghe coi. Khóc quá ho luôn. Sao vậy? Mà sao? Nói bà Tám nghe coi. Chết rồi. Hả? Không lẽ thằng Thượng nó bỏ con phải không? Trời đất ơi, Tám đã nói rồi, sắp tới ngày đám cưới rồi thì con phải làm sao để cho nó cưới con chứ. Nó mà bỏ ngang con nửa chừng vậy là con gái mất duyên nữa biết không? Nè, bây giờ con phải năn nỉ thằng Thượng. Nói anh ráng, anh cưới em đi. Ở vài ngày cũng được rồi. Thôi cũng được, không sao. Để chi? Để còn kia gia tài nữa nha. Chứ không thôi cậu đi ra lúc nào là tay trắng trắng tay luôn nha con. Không có cách nào hết. Không, không phải. Tiêu rồi. Cái gì? Tiêu rồi, chấm hết. Trời rồi. Ơi, trời ơi, tiêu rồi. Vậy là ai chết? Trong nhà đó không lẽ bà Tâm hay là thằng Hoàng? Ai chết trong hai người đó, ai chết? Tám, con nói nghe nè. Tám đi hơi xa rồi, Tám vòng lại. Tám sao vậy? Vòng lại. Cái chuyện nó chỉ là ngày mai. Ngày mai. Ngày mai sao? Con phải chụp hình cưới mà con lại bị người ta hãm hại. Cái gì? Hãm hại con? Ai? Ai dám hãm hại cháu của Tám đâu? Nói một tiếng đi. Tám sẽ đại diện cho hội phụ nữ của cái xóm này. Sao Tám sẽ làm việc với nó? Ai? Tám nói từ tiếng đi. Tám nói thiệt nha. Thiệt đó. Người phụ nữ này là một gương mặt không hề xa lạ. Ừ. Đó chính là má chồng của con.
Trời, là má ghẻ của con đó hả? Má chồng ghẻ phải không? Má ghẻ, dì Hà đó. Trời, nó có cái mặt ngỡ rồi dưng lắm mà. Đừng có nói bậy nha, không có đâu. Thôi đi về. Ở lại đây đi, rồi giờ sao? Bây giờ con muốn Tám làm gì? Thì Tám phải bảo vệ con, Tám là bạn con đúng không? Ừ. Tám phải bảo vệ con. Tám phải bảo vệ con. Đúng rồi. Người ta ăn hiếp con thì Tám sẽ thay trời hành đạo. Đi, vô đây đi. Vô đây. Vô ngồi đó đi. Sợ. Sợ cái gì? Có Tám đây nè, không có sợ cái gì hết trơn á. Vì Tám mới qua chơi. Ừ. À, để con lấy nước cho Tám. Thôi khỏi cần đi. Tám có vài lời nói với con đây nè. Có chuyện gì vậy Tám? Sao con thấy Tám có vẻ hơi căng thẳng á? Quá căng còn gì nữa không căng. Bây giờ Tám nói con nè. Dạ. Hôm nay Tám đại diện cho hội phụ nữ khu phố. Dạ. Tới đây để nói chuyện với con. Dạ. Tám và hội phụ nữ không ngờ con là một người đàn bà rất là độc ác. Trời. Rất là xấu xa. Trời. Khi mà đối với con dâu của nhà mình ha. Cho nên bây giờ Tám qua đây là Tám muốn nhắc nhở con là con phải đối xử với con dâu cho nó tốt đẹp. Để cho khu phố sau này đó con về con làm dâu trong cái khu phố này đó, để cho người ta quý trọng, người ta kính nể con. Mà Tám thấy là con rất là đẹp ha. Nhưng mà tại sao cái lòng dạ con xấu xa độc ác tới như vậy? Đó, bao nhiêu đó thôi. Đó, Tám thấy không? Giật chân. Sờ sờ trước mắt như vậy, hỏi sao con không dám vô nhà. Đồ của con còn cắt được nữa, mốt còn cắt tới cái gì? Em nói cái gì vậy? Tám ơi, con bé nó nói tầm bậy đó. Tầm bậy đâu mà tầm bậy. Cái này là sự thật mà. Chị mẹ nói gì vậy? Là sao? Đúng là con cắt cái áo này nhưng mà... Thôi đừng nói nữa. Hả? Mình là mẹ chồng thì mình phải biết thương con dâu. Hả? Chứ có đâu đồ của người ta đem về người ta chưa dĩ cái con lấy con đồ con cắt của người ta như vậy thì con có xứng đáng là mẹ chồng của người ta không? Không. Con tự trả lời. Bây giờ mọi người có im lặng để cho con giải thích không? Được không? Mọi người làm ơn cho con nói đi chứ toàn là mọi người nói không à. Con không nói được cái gì hết trơn á trời á. Rồi thôi nói đi. Dạ thưa Tám, cái áo đầm này á là cái áo đầm của con bé. Nó tính là ngày mai ngày mốt gì đó nó sẽ mặc để nó chụp hình đám cưới. Nhưng mà con nói á là cái áo đầm này nó cái kiểu nó rất là già, nó rất là xấu mà quê mùa nữa, cho nên con mới tính á là con thiết kế lại để cho nó trở thành một cái áo đầm đẹp hơn, để cho nó chụp cái hình cưới cho nó đẹp. Rồi con mới vừa cầm cái kéo lên cô tính cắt để con thiết kế lại, để nó về nó thấy cái sự việc đó. Rồi chưa gì hết trơn nó bù lo nó chạy nó đi mét với Tám rồi. Trời, con có ý tốt mà. Con thiết kế lại cho nó mà, chứ đâu phải là con có ý xấu gì với nó đâu. Như vậy là con sửa lại cho nó chứ con không có ý xấu gì hết. Con sửa lại cho nó. Chứ không phải con cắt manh mún của người ta hả? Tám coi nó có manh không? Trời đất ơi, cái áo người ta đẹp như vậy mà thấy không? Vậy dạ. Mà sao con đi nói với Tám là cắt manh mún hết trơn là sao? Không phải, thì tại con không có hiểu Tám. Thì tự nhiên con thấy chị mẹ cầm kéo cắt thì con tưởng là cắt đồ của con, chứ con đâu có nghĩ là chị mẹ sửa đồ cho con đâu. Thấy không, sớm xác ha. Rồi tôi cũng hồ đồ theo, con phải kỳ công. Còn Tám nữa, Tám là người lớn. Ví dụ như mà Tám nghe nó nói cái chuyện như vậy á, ít ra thì Tám qua đây, Tám kêu con ra, Tám nói nhỏ nhẹ với con, ừ là tại sao con lại cư xử như vậy, tại sao con lại hành động như vậy với con chồng của con. Chứ có đâu mà chui gì hết trơn á, Tám qua đây Tám chửi con xối xả. Rồi Tám còn đại diện cho hội phụ nữ qua đây để nói chuyện với con như một tội đồ. Tám ơi, con sắp về làm dâu trong cái nhà này mà sao con thấy không có yên lòng chút xíu nào hết.
không hiểu sao cái xóm này mọi người đối xử với nhau không có văn minh lịch sự gì hết. Tại sao không có dùng cái tình cảm, tại sao không dùng sự tôn trọng, tại sao không dùng lòng tin để mà mình cư xử với nhau vậy? Đúng. Câu này nói rất đúng. Câu này mới xứng đáng là người của hội phụ nữ. Nè, cái nhiệm kỳ tới đó, cái con đi ứng cử đi, Tám sẽ là người đầu tiên bỏ phiếu cho con. Chắc chắn con sẽ là trưởng phụ nữ khu phố. Chắc chắn nha. Thôi bây giờ Tám đi về, chuyện này hai mẹ con mà tính đi nha. Đi, hai mẹ con tính. Nè, nhớ nha, ứng cử đi, một phiếu của ta. Vậy cái đứng lên. Sao kỳ vậy bé? Tôi có bao giờ mà tôi nghĩ xấu gì về bé đâu. Tôi sắp về làm dâu cái nhà này á, cái gì tôi cũng muốn cho tất cả mọi người trong nhà hòa thuận vui vẻ hết. Tôi có ý tốt mà. Sao lúc nào bé cũng nghĩ xấu về tôi hết vậy? Dạ. Tuy là tôi lớn hơn bé có vài tuổi thôi, nhưng xét về giai vế thì tương lai tôi sẽ là mẹ chồng của bé. Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi xin cam đoan với bé là tôi không bao giờ là một người mẹ chồng xấu xa như trong truyền thuyết đâu. Tôi chỉ cần là bé tin tôi điều đó thôi. Thì tại cái tánh của bé á, nghĩ xấu người ta lắm, bé biết bé xấu rồi. Với lại bé không có nghĩ là chị mẹ chồng tốt đến mức mà sủa cái đầm cho bé. Đó giờ không có ai làm này cho bé hết trơn á. Bây giờ bé thấy chị mẹ chồng làm vậy bé cảm động lắm luôn á. Bé xin lỗi chị mẹ chồng, mai mốt bé không có suy nghĩ vậy nữa. Bé sẽ cố gắng không bao giờ bé nghĩ xấu chị mẹ chồng nữa. Rồi sao không đi vô thai thử coi là có vừa hay không, đứng đó khóc hoài. Rồi lỡ ngày mai mặt không vừa rồi làm sao? Vậy bây giờ bé thai nha. Ừ. Cảm ơn chị mẹ chồng nha. Hôn chị mẹ chồng cái nha. Tự nhiên có cái đầm mới nữa.